Em xin chào các bác tài nha. Và hôm nay thì em quay để giới thiệu với các bác tài về hai mẫu xe van của bên em. Van 2 chỗ và van 5 chỗ. Hai mẫu xe có tên là K05 và C35. Thì đây là chiếc xe van 2 chỗ K05 các bác này. Đấy, còn bên này đây là chiếc xe van cũng 2 chỗ. Hai chiếc xe van 2 chỗ và 5 chỗ C35. Thế thì giữa xe van K05 và C35 thì nó khác nhau về kích thước các bác ạ. Đây là em quay các cái đầu xe để các bác nhìn. Thì cái xe C35 này thì là nhìn nó đẹp hơn, trông nó to và nó trường xe hơn. Và tất nhiên là trong thị trường xe van hiện tại bây giờ thì chiếc xe van C35 này là không có đối thủ. Còn đây là K05 các bác này. Bây giờ em sẽ vào trong để quay chi tiết hơn về hai mẫu xe van này các bác nhé. Đây em quay phía đằng sau của hai mẫu xe van K05 và C35. Các bác nhìn chiếc C35 nhìn nó to hơn này và thiết kế nó đẹp hơn, form xe đẹp hơn. Còn K05 thì nó nhỏ hơn. Trên thị trường hiện tại xe van thì C35 này là một cái phân khúc cao cấp. Xe nhìn thiết kế đẹp hơn, trường xe hơn và khoang cabin cũng như là khoang chở hàng lớn hơn. Thì đây là hai chiếc C35, một chiếc là 2 chỗ và một chiếc 5 chỗ các bác này. Thế bây giờ thì em sẽ mở cái thùng hàng để các bác xem cái thùng nhá. Thì đây là thùng hàng của chiếc xe van K05 các bác này. K05 2 chỗ. Thì lòng thùng, lọt lòng thùng của chiếc xe này là chiều dài là 1m36, chiều rộng là 1m32 và chiều cao là 1m43. Đấy, nó rơi vào khoảng tầm 2,57 khối các bác ạ. Đấy, còn đây là thùng hàng của chiếc xe van C35 2 chỗ các bác. Chiếc xe này thì kích thước lòng thùng chiều dài là 2m22, chiều rộng là 1m92 và chiều cao là 1m31. Nó đạt là 5,6 khối. Và hai mẫu xe van này đều là của hãng DFSK các bác nhé. DFSK là viết tắt của chữ Đông Phong Tiểu Khang. Đông Phong Tiểu Khang là một tập đoàn ô tô lớn thứ hai ở Trung Quốc và được phân phối trên 70 quốc gia trên toàn thế giới về xe ô tô. Bây giờ thì em sẽ vào quay trong cabin để giới thiệu với các bác về cabin chiếc xe này xem nó có những gì. Thì đây là khoang cabin của chiếc xe van K05 2 chỗ. Có được nâng hạ kính chỉnh điện. Thế còn đây nội thất của chiếc xe đây các bác. Em quay để các bác xem. Đấy. Nội thất thì có màn hình Android. Thế các cái nút điều khiển này thì được thiết kế bằng các cái nút vặn mạ chrome. Đấy, vô lăng 3 chấu. Chiếc xe này có cả camera trước và camera sau luôn. Được tích hợp trực tiếp lên cái màn hình Android này. Nói chung là về mặt thiết kế của cái chiếc xe van này, nội thất thì nó giống như xe du lịch. Em nhìn nó cũng rất là đẹp. Xem cái cửa này mở nó có trơn tru nhẹ nhàng không các bác nhé. À, rất là nhẹ các bác ạ, rất là trơn. Em mở, em bỏ tay ra nó lăn ra ngay. Em đóng vào này. Đấy, em kéo đẩy rất là nhẹ nó vào. Và em sẽ sang quay cabin của chiếc xe van C35 này xem như nào các bác nhé. Đấy, xe này thì nâng hạ kính cũng bằng chỉnh điện. Đấy, nhưng mà cái
này nhìn thiết kế là nó có vẻ như là nó hầm hố hơn, dày dặn hơn là chiếc xe K05. Về nội thất chiếc xe C35 thì là cũng có màn hình Android các bác này. Đấy, và vô lăng cũng là 3 chấu. Đấy, các nút điều khiển chức lăng thì cũng làm bằng các nút vặn và có mạ chrome. Đấy, và chiếc xe này thì cũng có camera trước và camera sau được tích hợp trực tiếp với cái màn hình Android này. Đấy, về cơ bản thì cái nội thất của chiếc xe C35 này thì nó cũng giống y chang như chiếc xe van K05 thì các bác ạ. Thế thì ưu điểm của xe van ấy là vừa chở hàng vừa chở được người. Đặc biệt là đối với cái xe van 5 chỗ này thì các bác đi du lịch cả gia đình cũng được. Lúc nào cần kinh doanh thì chở hàng, còn lúc nào đi du lịch gia đình là vẫn đi được. Và cái thứ ba nữa là đi trong thành phố không bị cấm giờ, không bị cấm đường. Thế bác nào mà có nhu cầu về xe van thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0989 131199. Em sẽ tư vấn chi tiết với các bác về hai mẫu xe này. Và bên em là showroom trưng bày bán và giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại nhà máy ô tô Cửu Long TMT, khu công nghiệp Phố Lôi A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Em xin cảm ơn các bác đã xem video của em.